然后他们在去他和我你要在跑呢没有改没有女生没有当跑到那女儿这今年不是关有给念我们才去留在那后山渡这边啊对渡了这不是说渡了现在现在渡了没啊对bây giờ không gọi là ở quê nhà thì các cái cậu ấy thì cứ các cái tuổi đấy thì cứ gọi là mẹ nhưng mà bây giờ mình phải gọi là anh gọi thầy mình xin trò cái giới luật nó như vậy đấy rồi thì mình phải thành đấy rồi là này tóc bạc cái gì nhỉ phải thế thôi hoa nhà mà ra này nhuộm tóc xong mà hoa dạ mà ra này chống nhuộm tóc xong mà có vẻ là anh yêu tốt nhỉ ở đây con muối cũng cháu ăn tuổi ông tiến mà muối nhiều hơn tiêu rồi nhiều con điều này nhuộm này hơi khó đấy nhuộm tốt đâu người ta phải phải làm kỹ nào thì tóc nó mới chỗ trắng chỗ đen được như này chứ bây giờ cái mũ đen cũng không phải đâu cậu nhưng mà cháu này cái này nó này mũi nhiều quá cái này chắc là nó phải cầu kỳ nó phải gọi cũng sợ cháu Tuấn Minh ra đi học cái gì ra đi tập văn nghệ nên là năm học mới năm nay cháu lên lớp 6 rồi thằng đó nó mới chỉ ông Tiến nó bảo chú mà là ông mà chú mà là ông nói chuyện một thôi thằng đấy thì họ gặp nghe trên điện thoại thì nghe giọng thì không biết ai nên nó gọi là chú thế một hồi đi bảo là đây là ông thì nó bảo là chú là ông à thì công tác là mà tổ nghiệp là đi không việc là về Hạ Long độ hiệp về với Hạ Long thế xong rồi gặp con Hoan đấy thế nó bảo là đi ra ở trong nhà thì tao gọi mày bằng cậu nhưng mà ra ngoài kia thì mày phải gọi tao bằng anh cái hồi mà mấy đứa nó thằng Hưng đấy thằng Hưng thì thằng Hưng thì nó lớn hơn không nó bảo ở trong nhà thì tao sẽ gọi mày bằng cậu nhưng mà sẽ ngoài mở cửa cái mày phải gọi tao bằng anh sao vậy đó thế hồi hồi về nhà đấy thằng Hưng ấy cứ chạy vào nó bách bà ơi anh cháu đánh cháu ủa anh cháu đánh cháu là cậu Hiệp đấy anh cháu đánh cháu bây giờ Hiệp đánh cháu à bây giờ hiện ra trường mà chưa đi làm chưa sang năm cháu là trường à sang năm hả và sau cháu hiếu hả đúng rồi sau cháu hiếu năm sau cháu hiếu và thế thì để Thúy vào rồi hả để Thúy có con rồi và cháu là tăng chức cho em chị em trai chị bên ông ngoại được gần 2 năm rồi à thế à đi nước ngoài à không tăng chức lên nước ngoại nhưng mà nước ngoài được hai cháu thì ba em cháu được 2 năm đó thì em được lên chức được gần 2 năm rồi có bảo phú mới lại thì dung đi ra đám cưới em bác không ra được các con nhà con tuổi thế là mừng thuận lợi rồi không em cũng lên đi đi nước trở lòng rồi cháu lên đây rồi mừng rồi cậu vào là thứ nhất là cảm ơn cậu và vui lòng nhận hết đây không thì mình cũng hai mời bác đẹp là xin nhất bác phải nói câu là phải ơn đảng và chính phủ cả nước chứ bây giờ mà dân mình mà như dân Mỹ thì buồn lắm chán lắm phải chị vẫn phải giữ được cái bản sắc vâng chị đang nghĩ cái thế hệ sau sao bảo vệ được cái hòa bình bảo vệ được cái hòa bình cái độc lập lát nữa Hoàng mở ra xong rồi cài hai cửa này hôm qua cái kia ấy ông xuống ông có bạn đưa xuống đây ông nói á thì là con không có điện nên nó mở cửa ra bây giờ mẹ không biết được đóng không đóng cái cửa này
mẹ không có thích mở ra để nó bay cái con chim bụi chim mà sợ nó có cái thắt năm thắt sáu gì đấy hoặc là cái lông thật tốt nhất nó còn bé thắt ra chợ người ta mời mua gà nó biết bảo thắt năm em là một và rồi cứ xem tivi này đọc thế ông đây cũng đọc có hoàn thành đấy dạ ở cách đây cũng khoảng là bốn thế là thế ông nội bây giờ chắc khỏe tốt chị chị mới hỏi cháu Dung bây giờ cậu về thì làm cơm ăn cái gì nó mẹ có gì ăn không được đấy em nói rồi nó không có bảo đây mẹ có gì ăn không được có cá kho anh hoài kho để nó ăn được và nói tóm lại là chỉ giọng thế cũng cao hơn ngày xưa rồi. Cậu em cho nó lần lần thôi và chị mới ăn xong chị mới ăn xong chị thôi chị để nhường cho em ăn không phải không có bây giờ không phải thế nhưng mà bây giờ đi chùa thì nó lại có cái không ăn mặn theo đức Phật đã không đeo đồ tăng sức rồi không ăn thi thời nghĩa là không ăn mặn lúc nào gặp cái gì ăn cái đấy. Thế hôm mừng thọ thì là chúng em không vào được nhưng mà tự động coi như là may áo chị mặc không vừa không? Chị mặc chưa thử chưa? Mày nói to mà cái áo dài rộng à? Thế dài rộng à? Phải sửa. Phải sửa. Thế đã sửa chưa? Chưa. Chưa. Thế để mai em mang sửa. Áo dài rộng á. Vừa cái này. Okay. Biết là nhiều những vấn đề là của em chị nó không hay. không phải là nhiều cái áo quần nhưng mà ở nhà thời gian ở nhà nhiều lắm bây giờ ở nhà luôn 3 giờ sáng là dậy rửa mặt đánh răng là tục mang nghiêm hơn 1 tiếng đồng hồ cho đến 4 giờ hơn 4 giờ cả đến 4 giờ tới 9 giờ là tục nói chung là bây giờ là cố gắng là cái thời gian cách ghét cuộc đời phải cố gắng cho nên là hai hoa phải hai hoa chị ạ nhá cũng không phải và chị không đi qua đây mà hai bà khác ngon chứ một bà lúc này cũng tin một bà bên kia có đi đâu giờ bây giờ cái gì vậy đấy bao bà hiện tại hai em cùng đi cháu cùng đi chị ăn rồi ăn cơm với xong có được không xin cứ để em cũng thử xem lâu lắm không ngoan thì nó lại thích cái nào về từ đấy nó về nó mấy mấy cái bỏ ra nó sắp xanh ra đấy rồi đi làm ngọt đấy ngon lắm nha lần này anh vũ minh lắm nha con vũ minh cảm ơn thò cho con đợi mẹ cháu về đó có cả một bộ ảnh rồi bây giờ phương tiện thông tin nó hay lắm có bộ ảnh cho mấy đứa cam đó để cả xem cả hình ảnh nói mọi người ở trên ngoài vào xong rồi phát biểu cảm tưởng kể cả hôm đấy coi như là áo dài khăn xếp coi bố nó được cháu phú được hai đứa lớn học giỏi lắm quê mình gọi là bầu rồi bầu rồi bầu rồi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
em về em đậu xích qua bên chỗ tìm cưới trong đi đem thì chắc là người nhà chắc bất ngờ là... máy đang chạy, nó đụng cái nó bị gạch đi. Cho bọn nó thay đổi cái nó hiểu cái kiểu
trước cậu Tiến vào thì cậu cũng vào thăm nó thôi, nó mới gì thôi đó. Là vì nói nó gọi là thông tin giả tưởng, tức là muốn nói thì nói là đầu tiên là cậu là phải về vào thăm đây, thăm bà chị Lộc ra hả, bảo chị nhờ bế chưa đó. Thế tại sao lại cứ phải về, mặc dù nó cũng là trên tuyến đường thật nhưng mà ấy, chị vẫn là chị hai à, xong thì mai thăm chị ba có bảo không ạ? Chứ không thể là đi bỏ phương tiện đường xuống thăm chị ba chứ. Đấy trừ trường hợp đặc biệt đấy, thế là ngoại lại. Thế nên cậu qua trước đúng không? Cậu chương trình như này, tức là hôm nay và ngày mai thì cậu sẽ ở đây. Thế sau đó là ngày mai thì tùy theo là sớm muộn như nào thì linh hoạt. Đấy, thì cậu sẽ xuống thăm đồng đấy ở đây. Thì hai đấy, đấy. Đấy. Thế sao mà cũng lại thì là còn chương trình, tức là coi như là cũng là như là lại là ở qua đêm một hôm thì coi như là đã tính là thành hai ngày một tối như kiểu chương trình du lịch ấy, xong xuống đầu cũng thế, đúng là thành hai ngày một đêm đấy, thế là lên đường về nước. Nhưng mà là cái chương trình sau cái hai ngày một đêm đó là cậu tính thì cậu cũng chưa biết tính như thế nào, bây giờ gọi là cũng liên quan thôi, giả sử như là có tiện thì sẽ đưa nó tính gọi là cái chỗ nào. Nhưng mà lịch trình đã đi được đâu rồi? Thì mới đi Đà Lạt về. Đi Đà Lạt về xong rồi mình là ở được là hôm nay là 28 này. 28, 29, 30. Cậu chơi trong này quá không thấy. Không, cậu có chương trình là công việc của bạn là và cũng là bút vé rồi, nó thật sự cái này là đã vé rồi, là vé này là vé không thay đổi, hành trình không thay đổi. Sài Gòn đi thì nó chỉ hơn 60 cây thì nó khác, đó, nên không quan trọng.
ví dụ như những điểm mà chẳng hạn như là đi chơi tham quan mà biết cho nhiều vấn đề, mà quan trọng là mình chọn cái điểm nào mà không đường vấn đề chứ để thời gian của mình nó có hạn. Ví dụ bây giờ chẳng hạn như các cháu nếu mà có bất chút thời gian mà đi cùng cho vui chỗ nào chỗ kia thì cũng phải tính cái thời gian hợp lý để cả phụ với đồng chí tổ kết cái công việc cộng thì nhưng mà nên chị em chuẩn bị thôi, có nghĩa là bây giờ quan trọng là chọn cái điểm nào để mà cái điểm nó cho hai chị em bạn còn cộng bạn là nhau đấy chắc cái điểm dùng trang cái chỗ cái tình cảm Minh Châu Minh Châu một trang á thì nó chỉ có đáp ứng được cái yêu cầu là sưởi nóng tắm tiết gì đó ngâm ngắn gì đó, mà mình đó thì là ở uống bí và biển rồi nó cũng không lại gì biển nữa. Hạ Long, Hạ Đức thì về đấy hay là đấy vậy? Chưa, nên là biển bên này chắc là hơn biển bên kia. Cái chính là cái tò mò cái đấy mà không có sẵn. Vấn đề là sao là tưởng tiện Bình Châu cách đi vào đây Bình Châu thì phải dám đi một cây. Ở đấy là có cần hơn một chút đó. Mà đường có học tương đi đường đi lên ngừa đấy xe thì mất 2 tiếng thôi là cùng tối đa nó có thế hơn tí thế thì chưa ông tức là như nào thứ hai thì có bay ra đúng không, thứ hai có bay ra mà coi như là thứ hôm nay thứ năm đúng không, thứ năm ở đây thứ sáu của em thì ngủ đó lần thứ bảy là có là có thể đi chơi thì chủ nhật không chưa biết là có thể chơi là cậu sẽ có ngày thứ bảy và ngày chủ nhật, thứ hai là mấy giờ thứ hai là sáng thứ hai và nếu có người nó mình lịch sáng như vậy là mình sẽ có ngày thứ bảy nó còn bây giờ không biết có phòng bao ngày xưa nó hơi còi gọi là mình yếu không, nó hỏi chị là yếu thì chưa bây giờ bên này nếu vậy thì nếu mà như thế thì chỉ có được Đại Nam chỗ này có hai từ Đại Nam Sơn tới xong về năm thì trường hợp không về Long Sơn đi chơi đấy không biết nhưng mà hồi bấy giờ này thì vào trước hình như là nó mới tầm khoảng 2 đến 2 tuổi từ năm nay nó người lấy thì sao đang như này thì nó còn tiện đâu này thứ bảy mình đi Đại Nam đi buổi sáng chơi được đến trưa qua chiều thì đấu về Sài Gòn năm giờ chiều thì họp phụ huynh rồi thôi ngày chiều thứ bảy sau một đêm thì cho ông tàu luôn cái thì đi chơi ngày thứ bảy như đó rồi còn ngày chủ nhật thì còn ở trên Sài Gòn còn muốn đi đâu ở quanh khu vực như này thì đấy là kết hợp được luôn. Thì như vậy đó, nếu mà đi như vậy đó thì là có khi là thứ bảy thì quý vị sẽ đi cùng một tổng hợp cho các thông tin hiểu cái gì luôn ra luôn thì tổng hợp đi lên tại vì nói chung là đi đường nào thì là nếu đi Bình Châu thì chị cũng sẽ đi cùng với tổng hợp và đi bên kia thì cũng sẽ đi cùng. Nhưng mà hai cái đường đấy nó không được dọc lên nhau, Bình Châu lần này Bình Châu lần này thì Đà Nam thì dành gần Sài Gòn. Thế mai cũng có nghỉ được không? Hay là mai vẫn bận công việc? Không thì cứ nghỉ không? Không, thực ra là nên nếu mà đấy. Anh chị bố trí là thì cho đấy. Là hồi đi Bình Châu ngày mai buổi sáng đi chiều được. Về qua bà rồi hả? Chiều bà mình có đi được hết đấy rồi không? Ừ, thì đúng rồi đó. Như vậy thì ngày mai đi Bình Châu đi hả? Nhiều đi buổi. Mai đi Bình Châu đi. Sáng mai đi. Ok. Đúng khoảng 3 giờ sáng chạy đi. Rồi ok, như vậy là thôi được rồi, như vậy bây giờ là cầu mở là tắm rửa nghỉ ngơi chút xíu rồi chiều tối cho ăn tối cho ăn chính xác mai cho chị ơi mà đây trên xe nhé, cậu nói rõ nhé, thôi chưa không ăn để bù chập hai bữa bằng một cho nó làm ngoài chứ đừng có chơi kiểu gọi là bữa nghe thì nhiều vui nhưng mà thấy hỏi tôi ăn cơm chưa có mặt ai cho nó mà nếu lúc đó có ai cho mà ăn xe hôm nay tự nhiên mà cái đường vào cái máy nó lại kẹt đường không đi đâu nhét từng chút thì chút cho mất cái bữa chiên ai nó khổ đi ra đi đường cao tốc chứ đi như đường cao tốc chưa vào đường vào từ từ Mai Chí Thọ vào đường Nguyên Cống ấy là đường Nguyên Cống bây giờ con mở tắm được nghỉ ngơi chút xong rồi là tới chiều rồi đó xong rồi mày ăn nữa bây giờ ba giờ lâu món kia tí xong rồi bắt đầu đi ăn tối thì chắc ở đây nói đến nghỉ sáng mai cho đi chơi chiều mai thì cho vào và ống tàu à, đó.
chiều mai quay con Vũng Tàu. Rồi, rồi. Sáng ngày kia thì lại cho đi Đài Loan. Còn cái chương trình Vũng Tàu thì không phải lo chứ. Ở Vũng Tàu có cơ sở cánh mạng rồi. Có cơ sở cánh mạng rồi. Nói rồi, thế để con con đi. Thôi à, bố trí thời gian rồi chứ. Dạ, cháu đi. Thế mà... Quay ngày mai sáng. Không phải đi. Thì qua đây có gì là anh sắp xếp nha. Thứ 7 thì anh cứ đi. Thứ 7 thì em với hai con đi tổng ở đây, đi chú này. Thế chị em mình cứ bấm càng thôi nhỉ. Cứ đi đâu là cứ nhá. Chính là sức khỏe đó. Lúc nào mệt thì mình bỏ mệt. Lúc nào khỏe thì mình bảo vẫn rất khỏe. Mà hơi mệt mình bảo vẫn cố được. Thì nhờ. Không có anh em tận tính từng ngày. Nhập cho ông cái thông báo không? Có cái leo lầu mấy tầng con ạ. Cái mẹ cháu thì ờ, chưa làm thang máy à? Chưa. Thôi, để thế cho. À, tức là để cho bạn làm video. Đấy, ý là chứ không á thì em bảo là cháu nó làm máy lắm luôn. Nhà cháu cái ép mẹ cháu. Máy lắm luôn. Các bạn nhìn gì thì không làm. Các bạn nhìn gì thì không làm. Các bạn nhìn gì thì không làm. Các bạn nhìn gì thì dạ, yeah, bây giờ cái đấy là thứ nhất là sức khỏe. Bây giờ anh đi về nhé. Cháu đi về nhé. Dạ. Chứ không có nhà luôn à? Không, bây giờ cũng phải lỡ tí chứ nhỉ. Nếu mà không bị gấp lắm thì cháu tại vì hôm qua thì cháu chưa có về văn phòng thì ra một số từ từ. Thế bây giờ về ấy thì xong rồi tối qua xem xử lý mail ở trên đây và mấy cái bản của trong kiểm tra ngày mai thì biết rồi thì đã là ngày mai thì biết rồi mà không cháu có thể một số việc đăng ký cái thư hơi dài thành cái phần đó thì người ta làm kế hoạch hôm nay cho năm thế thôi được rồi thế thì cháu về à cho tiền vàng để cẩn thận nhé. Chứ không phải cứ sách bừa lên giờ đâu. Cái này để.